5 ngày sau bão số 3, miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy, nhiều nơi chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, trong khi mực nước nhiều sông lớn vượt ngưỡng lịch sử. Một số bệnh viện ở Hà Nội cũng bị ảnh hưởng, cụ thể như Bệnh viện K và Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cơ sở 2 ở quận Ba Đình. Nhiều bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và Bệnh viện Thận Hà Nội để tiếp tục điều trị. Toàn bộ khu vực dẫn vào Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cơ sở 2 bị ngập sâu. Các khoa thận nhân tạo và khoa hồi sức nhân tạo tại tầng 1 cũng bị ngập. Hiện 159 bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Đồng thời, tất cả các bệnh nhân tại các khoa phòng đã được chuyển về cơ sở 1 của Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cũng đã cho cử toàn bộ nhân lực của khoa thận nhân tạo sang tham gia điều trị và trực tiếp làm phối hợp cùng với cả bên Bệnh viện Thận Hà Nội để điều trị cho toàn bộ 158 bệnh nhân đã chuyển sang bên đó. Ngoài ra thì trong quá trình chuyển sang đó thì một số các bệnh nhân cũng chưa nắm được thì chúng tôi cũng đã có khoa thận nhân tạo đã giải thích và các bệnh nhân cũng đã hoàn toàn phối hợp trong cái việc chuyển sang bên đó để điều trị. Ưu tiên ban nhất đó là cái việc đảm bảo cái an toàn cho người bệnh. Thời điểm này khu vực quanh bệnh viện nước đã rút dần, tuy nhiên phía trong Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, cơ sở 2 vẫn ngập nặng. Các thiết bị máy móc đã được đưa lên tầng 2. Thuốc men cần thiết điều trị cho bệnh nhân tiếp tục được các lực lượng hỗ trợ di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn.